Chào bạn, là mình đây. Hôm nay mình quay trở lại với một cái video rất là hay ho. Chúng ta cùng nhau đi đến với một vài cái tip and trick nho nhỏ để mà sử dụng chiếc Samsung Galaxy Note 10 cũng như là Note 10 Plus một cách vui vẻ, tiện lợi hơn. Và những tip and trick đó là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video nhé. Năm nay thì Samsung cũng đã loại bỏ cái Note Bixby trên cái thế hệ Note mới, nghĩa là chúng ta đã không còn cái Note Bixby phiền phức nữa, mà thay vào đó là họ gộp luôn cái Note này vào cái Note nguồn của chúng ta. Đấy, khi mà các bạn ấn nhá thì nó sẽ ra cái Note Bixby, cái trợ lý ảo của Samsung. Và làm sao để mà chúng ta dùng cái Note nguồn này nó như bình thường mọi Note nguồn, mà khi mà bấm giữ vào nó sẽ ra cái menu kiểu là tắt nguồn hay là reset máy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên kéo xuống này, ở đây nó sẽ có một cái menu, cái nút power này các bạn ấn vào cho mình. Đó, thì nó sẽ ra cái menu nguồn. Thông thường thì các bạn sẽ tắt nguồn như này, nhưng không, bây giờ các bạn vào cài đặt phím cạnh. Và đây chúng ta thể tùy chỉnh khi mà chúng ta nhấn giữ nguồn này. Mình sẽ để là menu tắt nguồn. Tiếp theo ở trên này chúng ta khi mà nhấn hai lần thì nó sẽ ra khởi động máy ảnh này, mở Bixby này, hay là các bạn có thể custom để mà mở ứng dụng mà các bạn mong muốn. Ví dụ như các bạn hay dùng Facebook hay là YouTube thì các bạn có thể cài đặt luôn ở đây. Đó, bấm hai lần sẽ là mở YouTube. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn thấy. Mình sẽ bấm tắt đi. Rồi. Đó. Khi mà mình giữ cái menu này thì nó sẽ ra cái menu nguồn. Đấy. Như bình thường rồi. Đó. Và khi mà các bạn mình đã cài đặt YouTube từ nãy thì bây giờ mình bấm hai lần. Nó sẽ khởi động lên ứng dụng YouTube luôn. Rất là hay ho. Và đó là một vài chia sẻ của mình khi mà bạn tinh chỉnh cái nút nguồn này. Đến với cái tip thứ hai, đó là khi mà các bạn mở mà sáng màn hình này thì luôn luôn là một cái hình nền cố định mà các bạn đã cài đặt từ trước. Điều này một phần nào đó thì sẽ gây cho các bạn cái sự nhàm chán, và mình sẽ khiến cho các bạn cảm thấy bớt nhàm chán hơn với một cái tinh chỉnh mà Samsung đã tích hợp, đó là cái Dynamic Lock Screen. Nó là gì thì bây giờ các bạn hãy làm theo mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt này, kéo xuống phần màn hình khóa nhé. Đó, kéo xuống dưới cùng chúng ta sẽ có một phần đó là màn hình khóa động. Thì các bạn hãy gạt cái tùy chọn này cho mình lên. Sau đó chúng ta ấn vào đây, chúng ta sẽ có thể tinh chỉnh cái màn hình khóa này. Màn hình khóa động nghĩa là như nào? Bây giờ mỗi lần các bạn mở màn hình sáng lên thì nó sẽ là một cái hình nền khác, giúp cho các bạn có cảm giác tươi mới hơn với chiếc điện thoại của mình. Đồng thời thì mình cảm thấy là những cái hình nền này nó cũng rất là tươi sáng, và với màn hình của Note 10 thì trông nó còn càng rực rỡ hơn nữa. Ví dụ như các bạn thích phong cảnh này đó, thì các bạn có thể chọn cái này, hay là hoa hòe các kiểu đây, rồi là bánh thức ăn đó. Những ai mê đồ ăn chắc chắn là thích này, hay là như mình thì mình thích chó mèo. Bây giờ mình sẽ đặt cái này cho các bạn thấy. Rồi, và nó như thế nào thì các bạn nhìn nào. Đấy, mỗi khi mà các bạn tắt màn hình đi, mở lên thì nó lại thay đổi một hình khác, khiến cho chúng ta cảm giác tươi mới hơn và bớt nhàm chán hơn mỗi khi mà mở điện thoại lên. Khá là vui đúng không nào? Đến với tip tiếp theo, đó là truy cập nhanh ứng dụng ở trên màn hình khóa. Mình có để ý đó là khi mà các bạn không cài đặt mở khóa bằng gương mặt ấy, khi mà chúng ta mở nhanh ứng dụng này, đó thì nó vẫn đòi hỏi các bạn phải nhập mã pin hay là nhập vân tay để mà mở. Tuy nhiên thì mình có một cách hay hơn, và ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên đó là các bạn hãy vào cho mình cái phần cài đặt này. Đó, sau đó các bạn kéo xuống mình phần màn hình khóa. Tiếp đến kéo xuống cái phần phím tắt ứng dụng. Ok, bây giờ chúng ta phải tinh chỉnh đó là phím nổi hay là góc dưới cùng. Thì các bạn chọn mình cái phím nổi. Và các bạn hoàn toàn có thể tinh chỉnh ứng dụng bên trái hay là bên phải như nào, tùy ý thích của bạn. Mình sẽ để mặc định để hướng dẫn cho các bạn xem. Rồi, thì ví dụ như các bạn không cài đặt mở khóa gương mặt nhá, các bạn chỉ cần nhấn giữ vân tay này. Đó, và sau đó các bạn chọn nhanh vào đây. Thì đây là một cách nhanh hơn khá là nhiều, bởi vì không phải ai cũng muốn cài đặt gương mặt ở trên những chiếc điện thoại Android. Và mình nghĩ đây sẽ là một cách để giúp cho các bạn có thể mở ứng dụng nhanh hơn, theo ý kiến của mình là như vậy. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tip nhỏ nữa về cái khả năng record màn hình trên chiếc Note 10 cũng như Note 10 Plus. Năm nay thì chúng ta có một cái trình record khá là hay, khá là tiện để cho các bạn những ai mà hay chơi game hay muốn livestream ở trên điện thoại thì các
các bạn nên tận dụng. Đầu tiên chúng ta có thể tinh chỉnh, ví dụ như kiểu là có âm thanh hay là không âm thanh, và âm thanh của cả media và micro, nghĩa là chúng ta vừa chơi game và vừa thu được tiếng của chúng ta nữa. Hay là chất lượng video. Đồng thời năm nay mình thấy có một cái khá là hay này, đó là chúng ta có thể chỉnh được cái camera selfie ở mặt trước như này. Đó. Và sau khi mà các bạn bấm record, đâu rồi? Đây, bấm ghi màn hình nhá. Rồi bắt đầu ghi. Đó, thì nó sẽ hiện lên ở đây. Và các bạn hoàn toàn có thể dùng cái bút S Pen để vẽ lên cái màn hình như này. Vừa live stream hay là vừa ghi màn hình mà vừa vẽ. Đây là một cách để mà ví dụ như chúng ta hướng dẫn cho ai đó thì mình nghĩ là nó khá là hữu ích. Hay là bây giờ chúng ta có thể mở gương mặt chúng ta lên này. Đó. Đây. Rất là hay. Như là các bạn vừa chơi game và vừa có một cái góc nhỏ để mà hiện mặt chúng ta lên. Đấy. Y hệt như kiểu streamer chuyên nghiệp luôn. Và đây là một vài gợi ý nhỏ của mình đối với khả năng ghi màn hình trên chiếc Note 10 cũng như Note 10 Plus này. Ok, chắc hẳn nhiều người dùng iOS thì cũng khá là thèm muốn cái tính năng là ghi âm cuộc gọi. Ví dụ bây giờ mà chúng ta nói chuyện với một thằng bạn này mà nó nói dối gì mình phải ghi âm ngay cuộc gọi đấy, thì chắc chắn là bên iOS chưa có với ứng dụng mặc định, còn chúng ta phải cài thêm. Nhưng mà với Android, cụ thể là Note 10 hay Note 10 Plus, thì bây giờ các bạn đã có thể làm được điều đấy với ứng dụng điện thoại mặc định. Các bạn vào mình phần là cài đặt này. Ở đây có một cái phần gọi là ghi âm cuộc gọi. Đó. Mình đã tắt cái tự động ghi rồi, nhưng mà nó có một tinh chỉnh rất là hay. Ví dụ như kiểu là các bạn là bấm tự động ghi này này. Đấy. Tất cả các số đó là khi mà các bạn gọi cho ai thì nó cũng sẽ ghi lại. Hay là số chưa lưu, là những cái số mà các bạn không lưu tên trong danh bạ. Hay là các số tự chọn, đây cái phần này hay nhất này. Ví dụ các bạn có thể tùy chỉnh một cái số thằng nào hay nói điêu, các bạn thêm cái số của nó vào thì chắc chắn là nó không thể thoát ở đâu. Và đây là một cái tip nho nhỏ nữa, nhưng mình nghĩ là cũng sẽ hữu ích đối với ai mà sắp sửa sử dụng Note 10 hay là Note 10 Plus. Và vừa rồi là một vài mẹo nho nhỏ của mình đối với chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus để giúp cho các bạn có thể sử dụng điện thoại này nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và mọi ý kiến đóng góp thì các bạn hãy để lại comment phía bên dưới, mình sẽ đọc comment của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Peace. Sắp tới những ai mà đã đặt hàng chiếc Samsung Galaxy Note 10 hay là sắp sử dụng chiếc Galaxy Note